Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh mô tô của Minh Biker. Thì hôm nay á, Minh về cho anh em gọi một chiếc xe mà anh em cực kỳ tìm mua rất là nhiều. Đó là em MT15 mà anh em đã thấy. Sẵn tiện ở đây là mình có hai cái mẫu mới nè. Em có thể lia cho anh em thấy vừa R15 vừa MT. Đây là hai cái mẫu mới nhất của nhà Yamaha nha anh em nha. Đó, hai mẫu màu mới. Đó. Con này là mới mua mới vài tháng để mình mở ra mình cho anh em xem nhất nha. Chứ thời gian anh lấy cái đó em quay sơ nhẹ nhẹ. Em cầm vậy là nó rung cái máy á. Em cầm chắc chắc tay vô. Để mình cho anh em coi xe này mua vào tháng mấy nha. Cái này là mới mua vào ngày 9 tháng 11 năm 2021. Xe mua chính hãng nha, còn bảo hành nè anh em. Số bảo hành và cái chìa khóa anh em xem kỹ nha. Rồi 1.700 cây nha anh em. Xe này phải nói là bao lướt luôn à, có thể là bao lướt luôn á, rất lướt luôn á. 1.700 cây. Rồi đây mình để số bảo hành đây ha. Rồi xe này không có chạy xước gì luôn nha anh em. Anh em xem xe cũ mà anh em mua như mới. Ở đây có một cái thanh này người này để mình bắt giá đỡ điện thoại cho dễ nè. Đồ chơi có sẵn nè ha, một món nè. Rồi chắn gió nè, hai món nè, để mình đi đếm đồ chơi cho anh em. Rồi cái cặp chợ sáng này rất là đẹp, bi quay xa xa ra để anh mở chợ sáng cho anh em xem. Chợ sáng này mở sao ta? Mình chưa có test chợ sáng nữa, anh chưa test được cái chợ sáng. À biết rồi, biết mở rồi. Đó chợ sáng nè ha. Đó rồi à, tiếp theo cho anh em xem chống đổ trước xe. Ốc nè, ốc là như xe mới luôn nha anh em nha, y chang xe mới luôn, không khác gì hết. Chống đổ trước nè, chống đổ giữa sườn nè. Đó, bảo vệ các nước nè, nãy giờ năm bao sáu món nè. Dán thuộc nè, dán này rất là đẹp nè. À, ốp bảo vệ cái hốc gió nè, thấy không? Em quay thấy không? Hốc gió đó. Rất là đẹp. Anh em nhìn chỗ này nè, xe y như xe mới luôn. Là nó là như mới luôn á anh em. 1.700 cây mà như mới luôn. Ốc nè, còn sáng chói luôn nè. Đó, máy xe rất là mới, cục máy nè, như mới nha anh em, 1.700 cây nha anh em. Xe này mua tiết kiệm được gần 20 triệu á. Vừa tiền đồ chơi, vừa tiền ấy nữa. Mình bán 62 triệu nha anh em. Anh em nào liên hệ mình nha. Em quay cái bình xăng nè. Ồ, dán cái này dán BBF nè em nè. Dán BBF chống chày nè. Thấy không? Chỗ này dán BBF nè. Xe rất là can. Rồi, biển số 62N178553 nha anh em. 62N178553. Xe còn gì đâu để chê. Bảo hành mua chính hãng nha anh em. Mua chính hãng sẽ mắc hơn tư nhân mấy triệu nha. Quay cái vỏ nè. Thì xe này mới đâu còn gì để nói luôn. Nó nhông xinh dĩ nè. Quá mới phơ nè. Còn 7 màu luôn, len can luôn. Rồi, một em xe lướt. Giá rẻ luôn, chỉ với 62 triệu. Rồi, con này thì có khách cọc rồi. Khách nữ cọc. À, con này mình về nè, con này 6.000 cây nè. À, xe này chưa rửa nha, rửa đấy cho nên quay sơ thôi. Con này mình bán 45 triệu nha anh em, 6.000 cây. GXR150. Đó, mới ký giấy luôn. Chưa rửa đấy gì hết. Rồi, GXR150 con này thì em trai ở Sài Gòn cọc rồi, CBR150. Cái này xe này cho khách quen ở Đà Lạt. Em này ở Đà Lạt, còn Ninja 400 này 100 triệu nha anh em nha. Anh em nào mua cứ liên hệ cho mình, Ninja 4. Mình bên mình có nhận giao lưu trao đổi mọi loại xe, bao quay đầu, bao lên phân khối cho anh em luôn, hỗ trợ đổi xe khác cho anh em nha. Anh em nghe kỹ nha. Con này mình chuẩn bị giao cho ở khách ở Long, ở thành phố CBR 500. Cái này là CBR 650, mình có đăng rồi. 212 triệu nha anh em, biển số Long An. Rồi quay cái con giấy chính này cho đứa em nó coi. Xe này khách cọc rồi. Đó, quay ảnh nói là quay có gì quay nghe cho ảnh coi nữa. Đó, rồi. Rồi, em hàng một cái em hàng rẻ tiền dễ lành bệnh nè. Để anh che cái biển số này lại. Xe này xe khách gửi lát mình nói sao. Rồi, em R15 nè, hai chìa khóa zin đầy đủ nè.
Odo 5.000 nha anh em. Xe này thì không có gì để chê nữa rồi. Xe cũng rất là đẹp. Đó. Con này 5.000 cây, xe rất là đẹp luôn. Bán giá anh em 48 triệu chạy chơi nha anh em nha. Biển số 63B1. Không cần quay đâu để anh đọc cho, quay nó vô, cầm chắc tay lên để nó rung. 63B1 86202 nha anh em. Odo 5K, xe này đập thủ đập chủ một thùng. Nhưng mà có nghĩa là chú hồi đó nhờ chú đứng tên, bây giờ sang tên lại cho cái người này. Đó, hồi đó mua xe chưa đủ tuổi nhờ chú đứng tên giùm. Đó, 5.000 cây nha, rất là mới luôn. Giờ anh em không cần phải sửa chữa hay làm gì đâu. Xe mình bán ra thì anh em khỏi chê, bản màu đen. Đó, nãy nói 4 mấy triệu quên rồi. 47 triệu hả? Đúng rồi, 47 triệu cho anh em. Rồi, cái con này nói anh em nghe, con này là khách mua ở chỗ khác nha. Nhưng mà ảnh gửi qua mình sửa. Với lý do là hồi đó ảnh mua xe mình không có, cho nên phải đi mua chỗ khác. Cho nên mình thấy anh em nhiệt tình quá nên gửi mình nhận sửa luôn. Đó, có coi clip này coi nha, là cho thấy là mấy anh em mình che biển số này mất công, nó liên quan tới cửa hàng khác á, mình không thích thị phi anh em. Đó, nhưng mà mua về bây giờ sửa quá trời luôn, bây giờ mình nhận sửa cho anh em đó. Em có coi clip này thấy anh Minh có nhiệt tình với anh em ở ngoài không nha, chứ không phải là mua xe không, mua xe bên mình mới nhiệt tình đâu nha. Anh em này nó tội lắm, nó mới tập chơi xe mà nó mua xe về phải sửa rất là nhiều. Đó, thì mình hỗ trợ anh em rất là nhiệt tình. Đó, anh em có coi clip này thì thấy anh rất là nhiệt tình ha. Rồi, tiếp theo em cuối cùng. Em này là em Su ABS 150 nha anh em. Em này là 6.000 cây luôn, để mình mở lên mình coi. 6.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh 59V345160. Em này thì cực càng, khỏi đói à, con này có ABS. Thì ABS thì con này mình sẽ bán là 50 triệu nha anh em. Đó, ABS là mình bán 50 triệu. Đó, cái dòng ABS này nè, ABS thì đi nó an toàn, đi nó sướng hơn nha anh em. Đó. Còn cái Winner này á, là xe cổ khách thuê con CBR250 của mình á, thuê chạy thử á. Đó, thì để xe lại, anh em nào muốn qua thuê xe thì cứ dằn lại một cái chiếc xe như vậy. Thì mình làm hợp đồng rồi mình chạy thử thôi, để dằn đặt lại mà, rồi mình chạy Vivu thôi. Xe bên mình thì anh em cứ chạy Vivu, không có phải lo gì hết. Đó, bữa nay giờ rất là nhiều xe, mình cố gắng rồi xe nữa ha. Đó, rồi 15, 47 triệu, 5.000 cây nha anh em, đúng lướt luôn nha. Lướt là bao đẹp luôn. Ở đây nè, khách lên cái, mình nói là lên cái kính này nè, nó rất là dễ rớt nha anh em. Chạy thời gian đã lỏng à, cho nên nó khách đi là rớt bên đây rồi nè. Anh em nào mua thì mình kiếm cặp gù á, mình thay vô cho anh em, mình tặng anh em cặp gù luôn, mình mua cặp gù mới tặng cho anh em cho đẹp. Đó, giá chính đẹp lắm này, khách cọc rồi nè. Mình cứ còn CBR650R thôi, em này là cho anh em nghe lại tiếng bộ đã lắm anh em, bộ độ nghe đã lắm. Phấn khích, xe đẹp càng mới bảo dưỡng hết, anh em mua giờ chỉ chạy thôi, không có sửa bất cứ cái gì. Này khách thân quen bên mình à, anh này đúng thân luôn. Đó, vài bữa anh qua lấy, anh gửi lại 1 tháng. Đó, rồi đây nhân vật chính ngày hôm nay. Anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha. Anh em lưu ý á, nhắn tin mình á, đôi khi á, mình nói rất là nhiều trên clip mà vẫn có nhiều anh em chắc mình là nhắn tin không trả lời. Tại vì hằng ngày á, không những là những anh em thiệt tình người ta muốn mua xe, mà có những trẻ trâu lớp 1, lớp 2 lấy điện thoại cho ba má nhắn qua cái Facebook mình, nhắn qua Zalo mình, nó cực kỳ, anh em phải hiểu cho mình là cực kỳ quải luôn á anh em. Nó quải lắm luôn á, gọi phá rồi nhắn tin tào lao hết, đùm lum hết á. Còn cho nên vậy á, nên mình mới bỏ sót một số anh em thật sự muốn mua xe cứ alo hoặc là qua trực tiếp bên mình. Anh em qua trực tiếp đi, anh em coi xe thoải mái, mình cho coi xe thoải mái, chỉ là không cho chạy thử thôi. Khi nào xuống tiền xe thì bên mình mới cho chạy thử. Có nghĩa sao anh em? Anh em thực sự muốn mua chiếc xe này thì mình sẽ cho anh em chạy thử. Còn mà có những anh em mà xuống đòi chạy thử xe, đương nhiên mình sẽ không cho. Bởi vì sao? Có nhiều người, người ta sẽ vô đây người ta chạy thử, người ta không mua. Khi người ta chạy thử không mua thì chiếc xe lướt nó sẽ không còn xe lướt. Anh em mỗi chiếc xe mình thấy không? Mình rất rửa sạch, mình lau từng cái vỏ. Khi anh em chạy thì nó sẽ dơ, anh em chạy sẽ dơ. Mình muốn bảo vệ cho những người thực sự muốn mua. Những người thật sự muốn mua khi họ dắt con xe này ra thì nó phải đẹp. Xe cũ nhưng mà đối với mình chất lượng nó phải đẹp, nó phải keng. Thì người thật sự muốn mua, ok, anh thật sự mua, anh xuống tiền anh chạy, là anh em chạy một chiếc xe rất đẹp ra. Chứ bây giờ mà anh em không xuống tiền mà anh em vô đòi chạy thử 1, 2, 3, 4, 5 người, 6 người,
cứ rà vô, chiếc xe đến tay người sau nó rất là xấu, nó không có đẹp, nó nhiều người ngồi lên rất là khó chịu. Còn anh em qua đây mua tham khảo xe, hoặc là không mua cũng được, anh em qua tham khảo, anh em ngồi, anh quen qua coi những cái mẫu xe đó. Hiện tại đây là đâu, quay xe này bảo trì cho khách nè, cũng bán rồi, con này mình bán cho khách rồi, nhưng mà bây giờ khách quay lại bảo trì bảo dưỡng. Còn mình nhắc luôn cái bạn chủ xe này nha, bạn chủ xe có coi clip nha, mình coi là km đã quá rồi nha, đi xe muốn nó bền, nó không hư thì khuyên anh em thay nhớt đúng thời hạn, mình dặn như thế nào thì anh em thay thế đó, thì nó sẽ không hư những cái vặt bên trong. Chứ anh em đi mà anh em không thay nhớt, không bảo trì cái này bảo trì kia, tới lúc nha nó mà hư một phát nha, anh em sửa bệnh luôn. Bây giờ thay nhớt có 1 triệu mấy trăm mà anh em không chịu thay, tới lúc đó nó bệnh ra là anh em sửa rất là mệt. Cho nên nó khuyên ông này nè, ông này đi lố mấy trăm cây rồi nha, đừng có bao giờ đi lố nha. Rồi thì bây giờ mình nói tiếp bên này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, hiện tại bên mình có 15 mẫu xe đó, thì anh em qua anh em có thể tham khảo. Bên mình tư vấn miễn phí hết toàn bộ cho anh em, anh em lưu ý điều này nha, bên mình tư vấn miễn phí hết toàn bộ, anh em không mua vẫn được, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em rất là thoải mái và nhiệt tình, anh em qua mình sẽ biết. Và thực sự anh em nào muốn mua thì mình sẽ cho chạy thử, còn những anh em mà qua chơi cho vui mà đòi chạy thử mình sẽ không cho, được lòng trước mất lòng sau. Thứ nhất, lỡ mà anh em chưa có quen xe, anh em chạy ra lỡ có vấn đề gì thì sao, lúc đó rồi anh em mình lại giận nhau, ghét nhau, rồi bắt đầu bồi thường, nó không có vui hào khí. Anh em qua ngồi thử, anh em bướm thử thoải mái đó. Còn những anh em thực sự muốn mua thì người ta xuống tiền rồi, người ta chạy lỡ có sự cố gì, người ta đã xuống tiền rồi, người ta sẽ mua luôn, người ta chịu toàn bộ trách nhiệm. Cho nên anh em qua chơi cho vui, mình không cho chạy thử là vậy. Chứ đừng có nhiều anh em qua chơi mình không cho chạy thử cái về giận, cái đó là mục đích bán hàng của mình nha. Mình bán hàng mình thương, có thương thì thương anh em, nhưng mà phải bảo vệ về cái quyền lợi của chính bản thân mình đó. Anh em hiểu cho mình, anh em hiểu cho mình là mình vui rồi nha anh em nha. Rồi anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất ha. Số điện thoại của mình đây, địa chỉ của mình thì thấy không, trong đó sẽ thấy số điện thoại không, địa chỉ của mình thì có trên ở dưới phần mô tả nha anh em. 43D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6. Anh em nào chỉ cần tới cái trường trung học cơ sở Phú Định là cái nhà mình sát bên cái trường luôn đó, rồi nhìn qua thấy công an phường 10, quận 6 luôn à ha. Rồi thì đó, đây là con xe MT, anh em nào nhanh tay cứ liên hệ cho mình nha. Bên đây nó có bao chủ xe rất kỹ, bao cần số, bao đầy đủ luôn, bao lại hết, không có bao con số nha anh em nha, bao đầy đủ lại thôi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip và lắng nghe mình nói sầm sàm nãy giờ nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Anh em nào mua xe cứ qua mình, thì bên mình những con xe mình bán ra thì luôn cam kết, không phải cam kết mà là bên mình đều có phụ tùng sửa chữa cho anh em. Anh em đi thời gian, anh em muốn sửa cái gì đó thì bên mình đều có hết. Thì đương nhiên xe hư thì phải sửa, xe cũ, xe mới hay anh em mua xe gì thì anh em phải cần bảo trì, phải sửa. Bên mình những xe mình bán ra là nó có nghĩa là mình nhắm mình có phụ tùng con đó mình mới bán ra. Còn những xe mình ít có phụ tùng, giống như là KTM, pin đớp, Ducati, những con đó kể cả hãng, anh em phải vô anh em đặt hãng cả vài tháng, thậm chí cả năm mới có phụ tùng thì sao bên mình có được đó. Còn những em xe Nhật này thì phụ tùng rất là nhiều, mình có thể săn được cho anh em. Và khi anh em, ví dụ anh em hết bố thắng, anh em hết buggy, anh em hết tiền, thì bên mình vẫn có thể hỗ trợ sửa chữa thay thế cho anh em được đó. Nó rất là giá, với giá rất là rẻ, tại vì bên mình chỉ mua phụ tùng về gắn vô thay thế cho anh em thôi. Nhưng mà đối với cái này thì những phụ tùng thì mình chỉ hỗ trợ cho những khách mua xe bên mình. Còn xe ngoài thì anh em vẫn có thể tới rửa xe, thay nhớt của mình toàn bộ là nhớt nhập hết, và tư vấn anh em một cách hoàn hảo 100%. Nếu như anh em thấy nhân viên của mình tư vấn không tốt thì anh em có thể nói trực tiếp với chính bản thân mình để mình tư vấn, mình chỉnh đốn lại mấy đứa em của mình. Hoặc là những anh em nào có duyên thì qua đây mình sẽ trực tiếp tư vấn riêng cho anh em. Ví dụ anh em đi xe nhỏ, anh em muốn tư vấn những dòng nhớt, tại vì nhớt nó có vô vàng những dòng nhớt, mỗi loại xe nó có thể thích nghi tới một cái loại nhớt khác nhau, và những cái cách chạy nó có một cái dòng nhớt riêng biệt cho chính cái bản thân của người chủ xe. Cho nên anh em cứ nào mua nhớt nào hay là dung dịch phụ gia nào thì cứ qua mình sẽ tư vấn toàn bộ, hoàn toàn miễn phí, lớn nhất hết,
không phải anh em cần thay nhớt hay anh em cần mua xe anh em mới cần qua thôi. Bên mình qua tận nơi là tư vấn tất cả miễn phí hết, anh em cứ yên tâm. Trừ anh em đòi vô đòi chạy xe tôi không cho chạy đâu, cái đó là thực tế. Còn anh em là thực sự muốn mua xe thì mình sẽ cho chạy. Còn anh em qua chơi bên mình tư vấn miễn phí hết, nhiệt tình với anh em. Ok anh em ha. Rồi kết thúc clip ở đây, nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker để lên 500.000 sub và 1.000.000 subscribe nha anh em.